sư phụ tôi vừa đã tới hội quán rồi và chuẩn bị chương trình của đêm nhạc tối nay. Dạ, chắc là hôm nay là mới thay đổi, thành ra là bà con cô bác tới trực tiếp thì chưa có tới nhiều, nhưng mà bà con đặt vé thì đã tới gần hết. Tại vì khi mà có thông tin thay đổi ngày thì bên ban tổ chức có thể có thông tin của bà con cô bác đã đặt vé rồi nên gọi điện thông báo được. Còn những cô bà con cô bác mà đến trực tiếp chắc là không có biết cái thông tin là chuyển qua ngày thứ 6, thành ra vẫn còn đang vắng lắm. Anh Phương đang quay clip để giới thiệu, chia sẻ với bà con những hoạt động tiếp theo. Dạ. Đây có một chú giá số này bán được nhiều chưa chú? Dạ. Dạ, cô chú số mấy vậy? Dạ, số 53, dạ đây. Số thứ tự 53 chị, 53. Dạ, đây cô đi theo bạn này à, số thứ tự 53. Ok, tôi giải giúp cho. Dạ. Dạ đây, số 12, Huy đi kia luôn. Dạ, con chào cô chú, dạ. Cảm ơn cô chú, đây con dẫn cô chú vô nha. Dạ. Dạ. Cô chú ở đâu lên hả cô chú? Bình Thạnh lên. Dạ, Bình Thạnh, dạ. Rồi vậy là xa nha. Xa. Đi từ mấy giờ ạ? Từ 6 giờ. Đi từ hồi 6 giờ đến giờ luôn. Dạ. Dạ đây, để con dẫn mình lên bàn của cô chú ngồi. Chắc hôm nay là đêm đầu tiên đúng không cô chú? Đúng rồi, đầu tiên. Dạ, con nhìn là con nhớ ha. Nhưng mà mong là trên tốt. Dạ. Nhưng mà mong là hôm đêm này là đêm đầu tiên, là mấy đêm sau nữa là sẽ gặp cô chú hoài. Dạ. Mà con dắt vô là hơn lắm nha. Bảy mấy lần con dắt là mấy cô chú chúng thử mà. Chị Ngọc ơi, số thứ tự 12. Số thứ tự 12. Dạ. Dạ cô chú đợi xíu nha, chị này sẽ xếp bàn cho cô chú. Dạ. Là xong rồi cái bé nước của mình á là có lúc thăm may mắn. Thành ra xíu nữa cô chú giữ lại một cái này nha, để lúc thăm. Dạ, dạ hưởng lớn lắm á cô. Cô biết không? Biết. Biết rồi ha. Hôm nay còn lớn hơn đợt trước nữa. Dạ, đợt trước là 5 triệu, đợt này là còn nhiều hơn. Cô chú đợi xíu nha, để bạn này để bạn sắp. Gió quá. Không, con dẫn vô là hôm đó cái cô đó là trúng đẹp nhất á. Cái cô mà con dẫn vô là trúng đẹp nhất á. Chúc cô chú nha. Xíu nữa mà trúng đẹp nhất là chia chia. Dạ chia nha. Dạ. Cú bắt tay làm nên lịch sử. Dạ. Cảm ơn cô chú. Dạ. Bây giờ là bà con cô bác bắt đầu vô nhiều rồi đó. Đây. Rất là vui là bà con dành thời gian tham dự, mặc dù là hôm nay là ngày thứ 6. Dạ, thứ 6 là cuối tuần mà bà con đi làm mà dành thời gian qua xem mà được dán cho cô. Dạ, cô ở trong ốm hả cô? Ốm thế dạ. Ở trong clip thấy mập lâu quá. Dạ. Thường là trong clip mà thấy mập. Không là wifi hư. Dạ. Cái mới hồi tôi sửa wifi không vừa mở mạng lên, mở lên đấy. Dạ. Đổ lệnh. Tôi chạy liền, biết ở đâu không? Cô đâu lên? Bình Đại, Bến Tre. Ồ, về quê anh Khương lên luôn. Ừ. Dạ. Chạy lên luôn. Thường có vậy, mới mở lên. Mới chụp hình với Khương à. Vậy là mới đua lên luôn hả? Mới lên tới liền. Vượt nắng, vượt gió, vượt những cơn mưa rào. Chạy luôn, chạy lên luôn. Rồi có kể cho anh Khương nghe chưa? Có kể cho. Nhưng mà mốt là đi từ từ thôi nha. Nguy hiểm. Đâu có đổi, biết đổi lịch đâu. Cái vừa mở mạng lên thấy đổi lịch. Rồi tắm rửa hốt quần áo chạy. Cô đi với ai? Cô đi với ông xã. Dạ, vậy là ông xã cũng thương ha, hú cái đi liền ha. Dạ, cô có du lịch mà. Dạ. Cần nào tốt lên. Cô, nào coi á. Cô hôm nay cô ở lại xem đến hết chương trình luôn nha cô. Thì bố Hạnh cũng coi cuối hết luôn mới về. Dạ. Tại về nhà thằng con ngủ, sáng mới về nhà. Dạ. Rồi hôm nay ở lại rồi trúng luôn, trúng thử luôn. Hên xui, hên xui. Giờ thích trúng hàm răng giả 70 triệu hay là muốn trúng cái vòng vàng? Cái gì cũng được. Cái gì cũng vàng cũng được ha. Ừ. Thì nếu mà trúng là con đứng ở dưới nha. Ừ. Dạ. Là xuống dưới với con nha. Ừ. Chia được. Nó chưa mà trúng là thấy vui rồi. Đi xem ca nhạc mà gặp con mà nhớ con kêu Bé Trang vậy là vui lắm rồi. Tết bán được. Dạ, trộm với là con mặc dù con bận công việc của anh Khương, thành ra là cửa hàng là con nhờ bạn bé heo quản lý không á. Tại nó không sót một clip, coi hết luôn. Dạ hả? Thầy tò gì coi hết. Có thấy thiếu sót, có clip nào của con không coi không? Coi hết luôn, suốt luôn. Vậy là ngày mai mà có clip này là nhớ cho xem bình luận thôi nha. Có cô biết bình luận không? Biết. Dạ, bình luận lại cô này Trang để cho con biết nha. Dạ, con rất là vui là cô nhớ con, cái cô gọi con vậy là con vui lắm. Dạ. Biết hết luôn á, không sót đứa nào luôn á. Mà xem chân con có gì không được có biết không nha. Đâu hay bà, lúc mà đi vô mà cái nhà của mẹ Như á. Dạ. Lúc đó thấy cảm động ghê. Cảm ơn cô. Coi xuống luôn mà, không có một clip nào luôn. Tà sữa gì, ốc tiêu gì, coi hết. Cô thương Trang mà cô nói chuyện cô nắm tay mà bóp Trang luôn á. Cô bóp cái lưng luôn không cô? Đang đau lưng, đau cẳng lắm. Thấy trong clip mặt mà xe ốm như nãy thấy chạy ngang đây lấy ghế nè. Dạ. Kêu không kịp. Tại vì hai cô chú mới vô xem
mà không có chỗ ngồi ở đây, tại vì cô chú cũng lớn tuổi á, nên không thấy rõ, nên là con sắp xếp để cô chú ngồi cho nó tiện. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, tối lại coi chương trình nha, rồi tối về cái hú con cái. Dạ, chúng mà hú à. Dạ, con cảm ơn cô, hôm nay con chạy đi cùng mọi người. Dạ. Để cho nãy giờ thấy có anh bán vé số để cho mời anh vô xem chương trình. Đây. Anh chào chú. Dạ, ủa còn. Đây, 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 đây. Mời chú vô. Dạ. Là ghi là khách của anh Phương phải không? Anh Phương là anh đúng rồi. Bây giờ cũng là số 5 luôn, mà chị thấy số 5 rất nhiều, cho nên em coi chỗ này sao? 10 vé. À, cái này bữa chị Trung có nhắn rồi. Đây, đây. Có gì em lên. Dạ. Dạ anh số 5. Dạ, số 10 vé. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ đây, em dẫn đi. Gia đình mình có chụp với anh Phương không ạ? Dạ. Có chụp hình với anh Phương luôn không? Không có đâu, tôi đâu biết ông ai. Tôi biết tên thôi, tôi không biết ông ai. Nhưng mà cậy cầu trước đi. Dạ đây con mời cô chú ra đi hướng này ạ. Dạ. Dạ. Cả gia đình mình 10 người luôn. Dạ. Chị Trung ơi. Bạn 10 người khách anh Phương. Số 5 á, bạn 10 người khách anh Khương, số tự số 5. Dạ, đâu đâu? Dạ đây à. Dạ con mời chú mời cả gia đình mình. Cảm ơn chú nha. Dạ. Dạ con mời chú à. Đi 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 theo à. Dạ. Cảm ơn cô. Ở cho em mời anh. Chú vé số nãy giờ cứ tới mời chú là có khách tới, hình như là phải phụ chị Ngọc dẫn khách. Rồi ok. Chú đợi giùm con xíu nha. Rồi, con cùng phụ huynh chị Ngọc một cái để con dẫn khách vô. Dạ. Anh Nam số 55. Dạ. Mời anh Nam ạ. Cho thêm một ghế nữa. Dạ mời anh Nam. Dạ. Hôm nay xin rất vui được hân hạnh đón tiếp đoàn của mình. Chị đặt ghế cho hãng đâu được đó. Dạ số điện thoại cập nhật sai. Rồi điện thoại hoài không được luôn. À. Số này không có điện thoại. Sao biết đặt ghế hay vậy? Đưa lên đó. Cái số gọi hoài không có được. Đặt là hồi sáng là người bác Kiệt nó đặt giùm cho ba vé được. Yeah. Rồi tên mình mới gọi điện thoại đừng đặt thêm vé nữa mà gọi hoài không được. Dạ yeah. Dạ không sao, bây giờ vẫn có ghế để con sắp xếp cho. Ý mình yeah. Số đó gọi không được. Có khi là anh lúc mà anh để cái số điện thoại vô trong clip á, nhiều khi anh bị nhầm á cô. Nhưng mà con cảm ơn là thương cái vẫn đủ cái người thứ tư đó đi xem nha. Chứ nhiều khi sợ. Nay mới đi gặp Khương vừa mắng vốn Khương vừa. Đi đây mắng vốn nè. Nhưng mà nói rồi. Rồi. Nhưng mà cũng tội ảnh, cũng tội ảnh tại vì dạ 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 nó kẹt máy hay cái gì vậy. Không phải nhiều khi ảnh làm biết ảnh bị ghi số điện thoại nhầm. Đúng là có bao nhiêu nói ủa, không có liên quan gì tới Khương vừa đâu. Sáng giờ nhiều người gọi kìa kìa vừa đây. Vậy là ghi lộn số. Ghi lộn số. Nhưng mà hôm nay đủ hết 4 người đi coi là vui rồi, mà mấy cô ở đâu lên? Cho điểm ở gần đây. Dạ vậy là coi như là mình tránh trong tim tôi là tập trung bà con mình tránh lên xem. Chắc trước giờ mình tránh mình là đâu có chương trình ca nhạc vậy đâu ha cô. Đúng rồi. Dạ đây bé ơi, đây con nhờ bạn xếp chỗ cho cô chú nè. Hồi nãy mình nói số mấy con quên rồi ta. Không cô cái người đặt vé tên gì ạ? À đây nè, đi chung. Dạ con cảm ơn cô chú nha. Dạ cả gia mình coi vui nha. Dạ cảm ơn à. Rồi giờ ra tặng vé cho anh vé số chứ sắp chương trình bắt đầu rồi. Dạ chào cô. Đặt vé. Dạ đây. À. Em xin lỗi anh, nãy giờ cái em tính mời anh vô mà em phụ bên tiếp khách. Dạ. Anh bán hết chưa, chỗ sao một cọc luôn vậy? Qua wow, nhiều lắm. Một cọc là cho ngày mai hả? Ngày mai. Một ngày là anh bán bao nhiêu vé anh? Tầm cỡ 500 vé. Anh bán hết 500 vé luôn. Ok. Bán từ mấy giờ mà hết hay vậy? 1 giờ sáng. 1 giờ sáng đi okay. Tới mấy giờ anh? 1 giờ sáng đi 3 giờ mấy. 3 giờ mấy? Ok. Đi bộ đi một vòng bán nha thôi. Ok. 500 vé bán hết kỷ lục luôn. Okay. Hay là đều đều luôn anh? Đều luôn mỗi ngày. À dạ. Cuộc sống vất vả. Phải gắng cố gắng em. Trời ơi vậy mà thấy lúc nào anh cũng nụ cười hợp tươi. Okay. Nãy giờ anh đứng ở đây là anh cứ chắc là anh tính là ở đây là đứng đây coi chương trình luôn ha. Ok em. Dạ. Lúc trước thì cũng biết chơi nhạc đồ chắc thành thử ra cũng hơi đam mê. Dạ cũng thích nữa không? Ok. Mấy tuần trước anh có đến xem không anh hay có là em, có. À cũng đến xem luôn. Từng nào. Dạ. Mà anh đứng ngoài anh coi mà không đứng ngoài vô. Đứng ngoài. Chắc là tại vì anh cũng đi bán nên là đứng xem xíu rồi cái có okay. Khách là anh phải chạy ra anh mời đúng không anh? Ok. Hôm nay em xin phép mời anh vô xem ca nhạc chung với tụi em cho vui được không? Rồi anh xin cảm ơn. Hôm nay là có nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. À. Yeah. Em rất là vui là cái hôm vừa rồi em đi Bến Tre từ thiện với lại anh Luân á. À, cái em được nghe anh Luân hát, trời ơi, hát quá trời hay. Okay. Xong rồi về em mới chia sẻ với sư phụ Khương Dừa là em có gặp anh Luân và thấy anh Luân rất là dễ thương và em muốn mời anh Luân biểu diễn quá. Wow. Sư phụ nói em mời đi.
em liên lạc em mời đi. Và rất là vui là anh Luân đã nhận lời tham gia cứ tối ngày hôm nay. Và rồi có ca sĩ Huỳnh Trang, con gái của mẹ Phi Nhung. Rồi dạ sĩ Dũng Nhí, rồi nhiều các nghệ sĩ khác nữa. Bây giờ là chương trình sắp bắt đầu rồi. Nãy giờ em xin lỗi, em mời anh mà em cứ nói mời xong cứ khách là các em lại không chạy sao, đi. Không sao, không sao. Đây là cái vé xem ca nhạc của mình anh. Rồi, xíu nữa anh sẽ vô là mấy bạn sẽ xé cho anh một ly ha. Rồi, cảm ơn rồi cái em. Có hai cái quầy bên này là hai quầy đổi nước. Okay. Cái anh sẽ đổi một ly nước là mấy bạn sẽ xé một cái. Okay. Rồi anh giữ là cái này. Okay. Cái này cái số thứ tự may mắn của anh là 506. Okay. Tối nay là sẽ có rút thăm may mắn mà có giải thưởng là tiền mặt luôn. Và có giải thưởng là quà tặng luôn mà giá trị lắm nha. Xin cảm ơn em. Dạ, nếu mà anh trúng là khoe với em. Okay, khoe thôi là xuống bé Trang ơi, anh em là tên Trang nha. Okay. Bé Trang ơi, anh trúng rồi. Dạ. Là em rất là vui là người truyền được may mắn cho anh. Xin cảm ơn em. Dạ, đó không? Là điều hạnh phúc nhất của anh. Vì trong cuộc sống thì chúng ta cuối tuần chúng ta cũng phải thưởng thức một cái gì đó mà lĩnh vực văn hóa nghệ thuật là niềm đam mê chính của anh. Okay. Ông là hôm nay sẽ thưởng thức trọn vẹn cái chương trình này nha. À, xin cảm ơn anh. Đây em gửi tặng cho anh một vé, mời anh vô cùng xem ca nhạc. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, mời anh à. Đây. Dạ, có gì anh mời anh. Dạ chào chú. Dạ. Chú chạy xe hả chú? Chú chạy xong chưa? À, chú cũng ghiền lắm. Dạ. Nhưng mà giờ xe chú để đâu rồi? Thì chú để về cổng. Ủa rồi để vậy rồi ai trong xe chú? Dạ, để quải sao? Đại luôn hả? Ôi dồi liều quá vậy. Xe cũ mà cô. À. Rồi giờ chú đứng đây chú coi ca nhạc luôn hả chú? Dạ. Coi xong rồi giãn rồi kiếm khách chạy. À, bây giờ chú vô xem đúng không? Dạ. Hả? Dạ. Cứ có thời gian vô không? Nhưng mà dạ, chú hứa với con giờ bây giờ chú gửi xe đi. 5.000 chú gửi hoài mà chú. À, vậy hả chú? Chú cũng coi. Dạ. Vậy thôi giờ mình gửi xe đi cho nó an toàn với lại coi cho nó đỡ thấp thỏm. Dạ. Rồi cái chú cho con mời chú vô xem ca nhạc ngày hôm nay. Dạ. Dạ. Để con sợ chú coi mà chú lo vụ xe ở ngoài không á. Có, chú hả? Coi chú gỡ có 5.000 mình uống nước cũng hết nhưng mà an tâm hơn. Dạ. Bình thường á là hội quán của mình á là miễn phí giữ xe. Dạ. Nhưng mà những đêm nhạc á là sẽ thu xin phép thu 5.000 tiền gửi xe của khách. Tại vì á là hôm đó sẽ có nhờ thêm các lực lượng bảo vệ an ninh thì mình cũng có gửi chi phí cho người ta. Nên là tụi con xin cái tiền gửi xe đó để hỗ trợ một phần cho mấy anh chị. Dạ. Dạ. Thì hôm nay con xin gửi tặng cho chú một cái vé xem ca nhạc ha. Cái này thì chú vô chú đổi một ly nước uống. Rồi cái xong rồi chú được bốc thăm may mắn nha chú. Số của chú là 510 nè, chú nhớ giữ cái cùi vé lại nha. Dạ. Con chúc chú may mắn. Ai biết được hôm nay chú trúng được giải nhất 5 triệu hay sao? Là nhiều dữ lắm à. 1 triệu rồi chú cũng sửa xe đủ rồi. Dạ. Nói chung là chú cũng hoàn cảnh khó khăn. Chú cũng mong trúng được 1 triệu thôi, chú sửa xe. Dạ. Chứ không cần 5 triệu, 5 triệu cũng hơi bị lớn. Dạ. Nhưng mà trúng hay không trúng thì mình có một cái thời gian để mình xem ca nhạc là mình cũng vui hả chú? Đúng rồi. Con hỏi chú chạy xe này lâu chưa chú? Cũng lâu rồi cô. Dạ. Mà gia đình khổ mướn nhà mướn nuôi mấy đứa nhỏ, còn bà xã với đứa nhỏ đứng ở ngoài bả coi, bả ghiền, bả coi bả bị câm lặng á. Thử là đứa nhỏ phải đi theo bả. Ủa rồi giờ có cô ngoài nữa chứ? Đứng ở ngoài. Ủa giờ chú mời cô vô luôn đi, con mời cô với chú vô xem luôn. Để nếu mà cô cho chú cho bà coi thôi chứ chú không coi hả? Dạ. Thôi giờ con gửi hai bé cho cô chú coi luôn. Tại vì bà đứng ở ngoài, bà cái thằng kinh bà không được ổn á. Dạ. Nhỏ gái phải đi theo giữ bà. À ý là giờ nhà chú có 3 người. Dạ. Vậy giờ con mời hết cả 3 người mình vô xem luôn được không? Dạ, mà 2 người cũng được. Dạ thôi con mời hết 3 người luôn chồng. Dạ. Để cho gia đình mình xem cho nó trọn vẹn. Dạ cảm ơn. Dạ, cô. Bây giờ chắc chú dẫn cô với lại bé vô ha. Dạ. Dạ. Dạ để dạ. Chú dẫn vô. Dạ dạ chú dẫn vô là cái con đưa bé cho chú để con chỉ hướng dẫn chú ha. Cô vô xem chú, chương trình sắp bắt đầu rồi kìa. Hả? Chương trình sắp bắt đầu rồi kìa. Kìa nó nghỉ nó nãy giờ rồi nó vậy đó. Ba bé nhỏ đang còn ái ở đây. Khách tới cũng nhiều lắm, đợi cái chú đó dắt vô cái trang mời của chú luôn. Dạ. Số bao nhiêu ạ? Dạ dạ vâng. Trời. Hôm nay tại vì đổi ngày thành ra là bà con cô bác tới xem trực tiếp không có biết nhiều. Nhưng mà mong là tí xíu nữa bà con cô bác đi làm về rồi cái cùng ghé qua xem để ủng hộ cho chương trình. Chứ sắp bắt đầu rồi bà con cô bác ơi, mà đây là cái tuần cuối cùng trước Tết mà mình làm cái đêm nhạc nữa. Mà đêm nay là Trang rất là tâm đắc tại vì có nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, người mà Trang rất là mê. Rồi ơi. Vũ Trang đi mà anh hát một cái là Trang hết hồn luôn, hát hay dữ lắm. Để có mấy cô chú không? Dạ có, dạ có, dạ có. Cô mời cô vô xem. Dạ. Đây là mới mua trực tiếp hả? Không, mua online của anh mấy tay chuyển tiền rồi xong hết luôn. Đặt online mà
nay là lần đầu tiên cô đi xem hả? Dạ. Lần đầu tiên bon chen với dạ đây đây, bạn để bạn sắp bàn cho chị. Dạ. Lần đầu tiên lần đầu tiên vậy. Dạ. Mời cô con mời con. Mấy cô mắc cười vậy con dí mấy cô hoài luôn. Con đi qua với cô hoài. Dạ. Nó giỡn chứ chị giờ sắp bắt đầu rồi. Con mời các cô vô xem nha. Ủa chú gửi xe chưa? Chưa. Ủa để xe đó luôn rồi làm sao? Chạy vô để vô. Dạ đây là cô với lại bé hả? À, dạ. Bé là bao nhiêu tuổi rồi con? Dạ 13 tuổi. Con còn đi học không? Dạ. Sao nghỉ rồi? Không có khả năng cô ạ. Không có khả năng. Rồi giờ giờ con phụ ba mẹ hả? À, rồi nãy giờ con đứng ở đâu? Đứng ngoài. Đứng ngoài coi trong khung sắt vậy hả? Rồi sao mà thấy được? Đấy. Sao mà thấy được? Giờ mà rồi bữa giờ là con đến đây con coi mấy lần rồi? Ba lần là đều nhìn qua cái khung này thôi. Ba lần là con thích tiết mục nào nhất? Không nhớ, tại ngồi đứng xa quá mà rồi sao mà thấy được cái khung sắt à? Dạ rồi chú đợi con xíu à, dạ dạ chú đợi xíu, dạ rồi đấy qua khung sắt mà đâu có xem được hết trọn vẹn chương trình đâu, đúng không? Hôm nay á là chị thấy ba đứng ở đây nên là chị có đợt trước chị có trúng thưởng xong mà chị mua vé lại nên là hôm nay chị xin tặng lại vé cho gia đình mình vô xem nó trọn vẹn. Thì cái vé này là sẽ gồm mỗi vé là một ly nước nữa đó, xong rồi em có thể qua hai cái quầy này nè em lấy nước cho ba mẹ ha, thì mấy anh chị sẽ xé qua em một cái rồi em giữ lại ba cái vé này, có ba con số cho nè, em thấy không? 508, 509, 510 là số may mắn của gia đình em. Tối nay có lúc thăm trúng thưởng á, chúng nhà thưởng dữ lắm nên là em phải giữ cái vé này để giờ nha, nếu mà trúng thưởng buổi tối là lại khoe chị Trang nha. Dạ. Bây giờ con mời gia đình mình ba người ra vô đây mình xem cho nha. Để ra đây mẹ đi gửi xe. Con cảm ơn nha, đi gửi xe rồi vô coi nha. Dạ. Rồi nha. Đi ra mẹ đi chờ chú. Dạ. Mọi người đi lộn. Dạ, đi lộn đâu lộn? Đi múc trên kia cả. Dạ chú Thành, dạ chú Thành ở Mỹ mới về, chú Thành. Dạ. Con cảm ơn chú Thanh. Chú Thanh là đợt trước lúc về Việt Nam là đi khám răng bên chỗ chị Dung. Cái đi cũng, làm răng luôn. Dạ đi làm răng ở chỗ chị Dung, cái cũng mua khô bào của con. Tại vì biết con đó đâu mới gọi con. Dạ. Tại vì coi tụi con lâu rồi mới thấy con có bán nó rồi mua. Dạ. Mua đem về bển tụi nó chịu cái mà cái gì là hột đó. À. Hột đông biển kẹp hàng. Với mua dạ. Được bữa đó mua thiếu gì cá lóc chà bông. Chà bông cá lóc. Dạ. Rồi hôm nay chú tới chú vô xem ca nhạc không, chương trình sắp bắt đầu rồi. Thôi để chú ngồi nói chuyện lấy đồ con dặn vậy. Với mua gì ủng hộ phiếu vé ủng hộ vé. Rồi bác đi ông tài xế ông bấm gì đâu muốn đi khùng luôn. Không biết hả chú. No, no. Nãy giờ là con cũng đợt trước con trúng thưởng á, cái con cũng mua vé, cái nãy giờ con cũng mời tặng mấy cô chú. Con mời. Dạ con ủng hộ á, mình ủng hộ á. À kiểu ủng hộ phải không? Ủng hộ đó chú chả biết. Ủng hộ thì đúng rồi là chú mua vé xong mà chú tặng lại cho bà con. Ừ thì dạ. Con muốn tặng ai con tặng chứ chú biết tặng ai. Dạ con cảm ơn chú. Con muốn tặng ai con tặng. Dạ. Thấy không? Vậy để giờ con lấy hàng của con để con gửi chú nha. Kiếm cho nào ngồi vô đã quá thì ngồi. Dạ. Chắc chú vô trong luôn đây luôn không? Hả? Vô trong không nhưng mà chuẩn bị chương trình bắt đầu luôn rồi. Chú ra xem. Con lo chương trình chưa? Dạ giờ chuẩn bị bắt đầu. Không? Dạ. Dạ có, bây giờ chương trình chuẩn bị bắt đầu luôn nè. Con cũng vô phụ hay sao? Dạ đúng rồi. Con phụ chứ, tụi con phụ chứ. Dạ, để chú đợi con xíu con lấy hàng cho. Lấy hàng đi con, lấy hàng. Dạ, đi dạ. Bỏ xe đi. Dạ, đây. Để chú gửi tiền luôn. Cảm ơn chú, đây con xin cái bìa nè. Mấy cái? Dạ, cái này 1.490.000. Dạ. Cảm ơn chú nhiều. Rồi, đó, rồi, chú rồi. Từ Mỹ về, xong chú gọi cho Trang, chú đặt hàng rồi chú nói là chú ghé lên hội bán ngôi sao biệt vườn. Chị đã lấy hàng của Trang rồi gặp mọi người tí xíu thôi rồi chú biết hết. Mấy chú tụi đi băng, về. Băng tụi con chú biết hết á. Dạ, tiếc quá chú không vô, giờ mọi người đang ở trong này hết nè. Cả cha vợ cũng vừa luôn. Biết hết gia đình hết. Nè cho con cảm ơn chú. Đó, đợt này dạ. Chú gọi luôn 1.500.000 nè. Dạ, con cảm ơn chú. Rồi. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Rồi, con ủng hộ này theo nó nghe thôi, con biết cách đâu. Dạ. Chú không biết. À đây mua vé thì mua bên này nè chú. Con làm chứ con không biết đâu. Dạ. Đưa tiền con làm chứ. À giờ chú muốn gửi cho con. Rồi con cũng muốn làm nhưng làm miễn ủng hộ vậy thôi. Dạ vâng. Ủng hộ thôi. 10 vé lại nhiều. Dạ một vé là 90.000, 10 vé là 900.000. Rồi mai mốt nay mai còn nữa chú lên nữa chú gọi con chú lên nữa chứ phải một bữa nay đâu. Bữa nào rảnh chú mới ngồi. Hôm nay là cái tuần tổ chức đêm nhạc cuối cùng trước Tết. Trước Tết. Dạ. Sau Tết còn nữa. Sau Tết thì còn. Sau Tết chú còn mà. Dạ nên là chắc là hôm nay thì mà con Dung có đây không? Dạ chị Dung có để dặn đây. Từ dạ. Chừng nào mà qua Tết chừng nào nó mở cửa khai trương. À dạ để con đem con em nó lên làm răng. Bây giờ để con hỏi chị Dung đi rồi tới tối con sẽ nhắn tin báo cho chú này. Dạ.
Thì dạ. Chị đang ở trong. Dạ. Cho gửi 10 ghế cửa sau tới thì coi. Dạ, vậy đây ngồi râu râu vô mấy cái chỗ mà có bán đồ chòi ăn á. Trong chòi. Mấy cái chòi ở đâu? Dạ. Mấy chòi đồng đồ. Dạ, mà nhưng mà hôm nay tại đêm nhạc có chú. Đêm nhạc có chòi. Dạ, hôm nay là đêm nhạc thì con sợ là nãy giờ là cô chú đã vô hết rồi. Để mai mốt á, ban ngày chơi đi lên chòi. Nhưng mà đi ý là tại vì hôm nay thôi chú, còn ngày mai là bình thường lại rồi. Thì con nghĩ là chắc tối mai chú ghé là có hoa nữa, có bán hoa, hội hoa xuân á. Anh Khương sẽ trưa mai là sẽ về hoa. Thì tối mai qua chú... qua tới giờ nào có nhạc lại. Nhờ, dạ nhạc là phải qua Tết á. Qua Tết thì mới có đêm nhạc lại. Ừ, còn hình như là ngày thường bữa nào cũng có mở cửa phải không? Dạ đúng rồi, bình thường ngày nào cũng mở cửa nhưng mà để cho nó mát á chú thì con nghĩ là chú nên đi khoảng buổi chiều á, khoảng từ 4 5 giờ trở đi á thì nó sẽ mát hơn. Cái cửa hàng có làm túc lúa trên Tân Túc hả? Dạ không, ở Lê Văn Sĩ, quận Tân Bình. Lê Văn Sĩ, quận Tân Bình. Dạ. Thì giải kiếm ha. Có gì em sẽ nhắn tin qua điện thoại chú thì có con, gì con cho địa chỉ gì lên đó mua đồ có qua tới có bánh tét nè. Nó nghe bánh tét giờ để lâu hay con nói sao? Dạ bánh tét thì chú có thể để ngoài được trong nhà. Ăn hay là đâu Tết đâu được. Dạ được chú. Dạ từ đây đến Tết là ok. Dạ bây giờ thì chú về chú bỏ ngăn mát tủ lạnh giùm con. Tủ lạnh. Dạ rồi khi nào mà chú ăn á thì chú lấy ra chú hấp lại. Rồi, dạ. Rồi, nhưng mà con được, nghĩ là không hư phải không? Dạ đúng rồi không hư. Nhưng mà nếu mà hôm nay mình đi đây về cái mình cắt mình ăn luôn cũng được. Thôi thì cho thử. Ngon lành. Thử, muốn cho. Dạ. Bây giờ nếu được á thì lên con lấy về biếu bà con. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Hôm nay thì con xin phép đại diện anh Khương và xin nhận tiền ủng hộ của chú là 1 triệu để mua vé. Để xíu nữa con sẽ vô con báo chị Ngọc và con mua hẳn luôn. Ở đây thì là 10 vé. Ủng hộ ai 10 vé? Chiếc rồi hẳn nhất đó hả? Hay là dạ. Ai cũng chiếc chục? Dạ bây giờ mình sẽ đặt vé cho đợt sau luôn. Đợt dạ. Sau con làm sao làm? Dạ đó thì con sẽ đặt vé luôn cho ngày sau luôn. Là có một đợt hay nhiều đợt? Dạ cái này thì chú muốn mua vé ngày nào cũng được hết chú. Hay là sẽ ủng hộ thêm đi. Đó, mà đợt sau mình lên đi rồi. Dạ lên đúng rồi để đợt sau chú lên chơi đó, rồi chú ở lại có thời gian chú ở lại xem ca nhạc gái luôn. Dạ. Rồi con cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Giờ kiếm chỗ uống nước đi. Hãy vô trong ngồi ca nhạc uống nước luôn đi chú. Ô, uống nước khát nước quá vậy. Dạ đây đây. Vô vô đi đi. Ngồi uống nước đi chú. Dạ đây đây đây. Dạ. Dạ ngồi ngồi đây uống nước được nè chú. Dạ. Dạ. Dạ con mời chú. Dạ. Dạ. Chị ơi. Dạ. 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 Để con báo chị Ngọc một tiếng tại giờ chị Ngọc đây. Dạ. Đây là chú dạ chú Thành ở nước ngoài về. Dạ. Chú ủng hộ hết số tiền này cho mua vé đợt sau hoặc là sau đó. Rồi cái mình toàn quyền sử dụng cái vé này mình có thể tặng bà con hay thế nào. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn. Bây giờ chú vô để chú mua nước uống nghỉ xíu. Tại vì hôm nay chú không biết hôm nay có đêm nhạc. Dạ. Rồi, con cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn chị. Ngồi đây được không? Dạ được. Dạ được. Đây con nói mấy bạn order nước cho chú. Dạ đây ạ. Đây, đây. Dạ. Ở đây tụi con hơi miệt vườn là sẽ lấy cái ghế này để nước lên. Dạ, sẵn chứ ngồi xíu là có ca nhạc luôn ha. Có gãi không? Dạ, không gãi để con gãi con nhờ bạn ra order nước cho chú. Dạ. Có cái nước nào ấy không ạ? Dạ đây để con nhờ bạn ra order nước cho chú liền. Dạ chú đợi giùm con xíu. Dạ. À, đây cũng là một vị khán giả rất là thân thương của anh Khương. Dạ hôm bữa thì anh Khương cũng chia sẻ rồi là chú Cường. Dạ đây con xin giới thiệu cho chú Cường nha. Rồi, chú Cường, Cường ở Đà Lạt là chú cũng làm công việc là bán vé số. Nhưng mà cái này là chú bán vui thôi. Dạ đúng không chú? Chú chia sẻ đợt trước là chú bán vui thôi. Chú con vẫn nhớ cái câu chuyện mà chú chia sẻ là chú gặp anh Khương cái đợt đầu tiên là ở ngay nhà hàng Nón Lá. Đúng rồi. Dạ đúng lúc rồi. Đó là anh Khương đang bán sầu riêng. Đúng rồi. Xong mà cái mọi người anh Khương thì anh thấy chú tới thì anh nghĩ lúc đó anh tưởng là sắp tắt rồi. Là Phúc ơi quay lại nữa. Rửa hả? Trời ơi camera kỳ vậy. Dạ. Quay lại. Quay lại hả chú? Quay rồi chú. Dạ. Đây đây quay. Chú quay chú quay làm kỷ niệm. Dạ. À. Bây giờ là chủ ý của chú là chủ làm một cái kênh YouTube dạ. Mà tên kênh chủ là Cường Đà Lạt Vlog. Ừ. Chủ muốn giới thiệu cái đời sống con người lịch sử của Đà Lạt. Dạ. Mục đích của cái kênh của chủ là quay hoàn toàn về Đà Lạt. À. Rồi có thể giới thiệu cho những cái du khách ở Đà Lạt mà người ta không có bị cái tình trạng gọi là lừa đảo hay là bị tình trạng này kia lên Đà Lạt á. Thì mình là dân bản xứ đó mà, mình sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt. Nên có thể là biết được hết tất cả những cái gì ngõ ngách của Đà Lạt nên mình có thể nắm được. Thì mình mục đích mình làm cái dân kênh này, phương, dân địa phương, chủ sinh ra và lớn lên đó, 64 tuổi rồi mà, 64 năm rồi đó. Sống qua hai thế hệ rồi, hai chế độ rồi. Nên chú muốn là
giới thiệu cho mọi người biết được Đà Lạt là như thế nào và con người Đà Lạt là như thế nào. Con người Đà Lạt ngày xưa và con người Đà Lạt ngày nay nó khác nhau. Khác nhau không phải là do là cái bản chất của con người Đà Lạt xưa đâu, mà do bây giờ dân nhập cư họ vô nhiều quá. Thì đâm ra là nó làm cho những cái xáo trộn cái cuộc sống của Đà Lạt đi. Nhưng thực tế Đà Lạt rất là thơ mộng. Mà con người Đà Lạt ngày xưa là đúng theo cái phong cách là hiền hòa, hiếu khách. Nên bây giờ chú muốn làm cái kênh dung tích này á, là chú giới thiệu và quảng bá được cái du lịch của Đà Lạt. Mà để cho những cái du khách ở các nơi tới họ chơi thì họ không bị những cái tình trạng là lừa đảo, ví dụ như là cò mất hay là cò xe hay là cò nhà nghỉ rồi này kia vậy đó. Họ ăn đầu ăn đuôi hết. Thì mình là mục đích mình làm cái kênh này là như vậy. Rồi cần thiết thì cứ theo cái số điện thoại chú ghim ở trên màn hình thì liên lạc với chú thì chú sẽ hướng dẫn miễn phí hoàn toàn. Chú giúp là giúp như vậy. Để làm sao cho người ta khi lên Đà Lạt là người ta vẫn cảm thấy rằng là dân Đà Lạt rất là hiền hòa, hiếu khách và quảng bá được cái du lịch Đà Lạt. Đó, thì mục đích của chú là như vậy. Giống như con thì con Đà Lạt cũng là một cái nơi mà con rất là yêu thích. Đúng rồi, chú thấy thì, con lên Đà Lạt nhiều lần rồi. Nên là mỗi lần mà con lên này con cũng tìm kiếm những cái nội dung ở Đà Lạt, giống như là ăn ở đâu ngon này, hoặc là có cái gì mới vậy đó. Thì con cũng có thấy cũng có tiếp xúc được nhiều cô chú anh chị địa phương vậy đó. Thì thường mà mình đến đâu thì mình sẽ rất là cần sự hướng dẫn chia sẻ của đúng các rồi. Cô chú địa phương. Có nhiều khi là những cái quán mà khách du lịch tụi con tới đi thì có khi là ngon đó, nhưng mà có những cái quán mà địa phương á của người dân bản xứ của mình luôn mà chưa đúng có được giới thiệu nhiều thì nó cũng ngon dữ lắm. Nên là nếu mà chú làm được cái nội dung đó thì con thấy rất là hay. Con thấy chú chia sẻ chú cũng cũng rất là dễ truyền đạt nè. Rồi con thấy giờ chú có cái niềm yêu thích về cái đó. Nên là con nghĩ là cái kênh của chú thì sẽ có nội dung để chú có thể phát triển được nhiều. Rồi con nghĩ là nếu mà được á thì chú có thể kết nối với anh Khương để sau này mà anh Khương cũng rất là thích đi Đà Lạt, gia đình Khương rất là, thì mỗi lần mà anh tới á thì chú có thể kết nối là dẫn giới thiệu cho anh những cái địa điểm rất là hay, địa điểm mới Đà Lạt đó. Rồi anh có thể chia sẻ trên kênh YouTube của anh để cho nhiều bà con cùng biết được cái chỗ nơi hay đó. Đặc biệt đó là cũng giới thiệu được cái kênh YouTube của chú nè, đó cho bà con biết được. Thì cung cấp một thông tin bổ ích mà thì ai cũng cần hết. Bây giờ có thể là chưa đi Đà Lạt hoặc là chưa có phải là lúc này thì là sẽ là lúc khác thôi. Cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn chú Thương Anh Khương thôi tụi con mà lặn lội từ Đà Lạt để đi xuống đây xem hội quán ở Sao Mì Vườn. Đây là lần thứ ba thứ tư về chú tới rồi. Mặc dù là chân chú cũng bị tật á, cũng khó khăn đi lại mà chú cũng đi đơn phương độc mã đi. Rồi xong tối nay chú về lại hả chú? Tối nay chú về lại. Rồi chú đi lên rồi đi về là tiền xe hết bao nhiêu lần chú? Tiền xe là 280 ngàn. Là đi về luôn hả chú? Đi lên 280, đi về 280. Là hết 560 rồi. 560. Là phải hết bán hết được 560 tờ giá số. Ông chủ hồi đó là chủ làm cho vui thôi. Bây giờ chủ ở nhà, chủ làm vườn hoa. Vườn hoa chủ yếu là vườn hoa trầu. Mà mục đích của chủ làm cái kênh này là chẳng qua là chỉ có làm sao để cho người ta nhìn vào Đà Lạt một cách hiền hòa thân thiện nhất. Để cho người ta không có vẻ chê bai Đà Lạt nữa. Chứ là rất nhiều du khách lên chê bai Đà Lạt rồi. Mà chê bai Đà Lạt là do những cái người họ nhập cư vô họ làm cho Đà Lạt nó xảo trồn Đà Lạt đi. Chứ ngày xưa Đà Lạt nó hiền hòa, nó thơ mộng lắm. Nếu mà có dịp mà đợt sau con lên Đà Lạt á thì con sẽ gọi chú. Rồi có gì con với lại bạn heo rồi có thể hỏi thăm những cái địa điểm tham quan ở Đà Lạt nào, rồi nhờ chú chia sẻ những cái điều hay nữa. Dạ con cảm ơn chú rất nhiều. Kênh của chú là kênh Cường Đà Lạt Vlog. Để bà con cô bác mình cùng biết có dịp mà lên Đà Lạt á, mà muốn hỏi thăm gì á thì có thể xem cái kênh YouTube của chú để biết được những cái điểm tham quan mới. Bây giờ thì chương trình sắp bắt đầu rồi. Chú uống nước rồi, tí xíu nữa là chuẩn bị thưởng thức chương trình nha. Cảm ơn con nhiều nha. Con chào chú. Con cảm ơn chú Hùng nhiều, chở chú Hùng lên xem chương trình xong rồi cái còn đặt hàng bên con là mua ủng hộ gì nữa. Mình mua về cho mấy đứa cháu tàn ngồi rồi để hoài tết tôi mua về. Con cảm ơn chú Hùng đây để cho mấy bạn sắp bàn cho chú Hùng. Hôm nay Trang rất là vui là được chị Thùy Kim Khiết đặt hai cái giỏ quà rất là đặc biệt để chị Thùy tặng cho sư phụ Khứng Dưa. Đây là cái giỏ quà tết năm nay của Trang mà được bà con cô bác ủng hộ rất là nhiều, mà mấy bạn bên Kim Khiết cũng
cũng thích lắm, cũng khen, cũng thấy vậy, như vợ quà đó, này cái khen đó. Đang định là đặt hàng của chị Trang nữa nè, nhưng mình giống hôm nay là busy lên tặng quà cho chị Thùy á. Dạ 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 đúng rồi, dạ em gửi quà cho anh chúc anh năm mới vui vẻ. Hai giỏ luôn hả? Dạ ba giỏ à. Dạ đây ba giỏ. Cắm mít chưa trong túi áo rồi cầm cầm quà đó đã. Quá trời rồi. Đây là phần khô bò của bé Trang hả? Dạ đúng rồi. Ủa mua cho mỗi đứa một phần vậy hả? Dạ. Em mua mấy cái 50 phần quà kia là của mấy bé bé, rồi mua thêm của Minh Trang một ít nữa để ủng hộ tất cả mọi người cho mọi người đều vui vẻ hết. Năm nay gia đình bạn chưa có mua răng gì cho mình á? Răng hả? Anh cũng có chuẩn bị quà cho mấy đứa em nữa mà chưa có mấy bạn gói chưa xong. Dạ. Bạn nói rồi là anh cũng đã mua tặng tụi em, cái tụi em mua tặng anh, cái đầu mấy bạn cũng mua tặng anh với tụi em. Nói chung là cứ mua tặng vòng vòng nhau, mấy bé nó bán được hàng. Anh tặng quà cho mấy chị chưa? Chưa. Hỏi mấy chị tặng quà cho Phương chưa? Dạ đúng. Dạ. Họ nói chứ là tại vì không mua của mấy đứa em thì là Thùy với lại Dung Phan Dung cũng phải mua ở ngoài à. Dạ cũng phải tặng quà cáp, nói chung là biết là tặng quà tặng lại nó cũng, nhưng mà nó phải tình cảm rồi phải có quà cáp rồi qua lại cho nó vui mà bác. Cái tuần Tết nhất mà. Dạ một năm công tác chung cảm ơn hai đứa em rất nhiều. Bây giờ chương trình bắt đầu. Dạ. 5 phút nữa hả? Dạ. Em cũng xin cảm ơn chị Thùy rất là nhiều đã tin tưởng đặt hàng bên em, tại vì chị Thùy đợt trước là có đặt cho bên em đợt bánh trung thu rồi, lúc đó là em mới khởi nghiệp thôi. Xong rồi cái em có gửi tặng cho chị Thùy với anh Long ăn thử. Xong rồi chị Thùy ăn xong, chị Thùy cũng góp ý với em, cũng có khen, cũng có chê để em điều chỉnh lại. Rồi xong rồi cái đợt trung thu mà chị Thùy đi từ thiện, chị Thùy cũng ủng hộ cho em. Em cũng hỏi chị Thùy là tại vì thật ra thì nhiều chỗ mà họ đi từ thiện họ sẽ mua cái bánh chất lượng hoặc là cái giá nó hổng bằng, nhưng mà chị lại nói không, mình ăn sao thì mình tặng y như vậy em ơi. Tại vì đó, chị xem người được nhận như là món quà vậy đó. Thành ra em thì em sợ là chị mua có số lượng lớn rồi tiền nhiều đó, nhưng mà chị chia sẻ em vậy cái em nói em rất là lớn, rất là mến chị. Dạ cảm trời ơn chị. Có gì đâu, chị em ủng hộ thôi nhau thôi mà. Dạ. Dạ con ơi, chất lượng, nhưng mà con cô bác nói chung là đồ ăn của chị em trên vừa người nào cũng chất lượng hết trơn, cái nào cũng ngon hết. Cảm ơn chị. Mà nói là ngon. Dạ. Cái nào cũng ngon hết, mua là không có đầm luôn. Nhưng mà thương chị Huy á là chị Huy rất là dễ thương, là chị Huy ăn xong chị Huy góp ý giùm cho Trang, chứ không phải như là ăn xong cái nào không ngon thì là chị Huy sẽ nhắn là Trang ơi cái này em chỉnh lại cái này đi, hoặc là Trang ơi em lấy cái khuôn bánh này như vậy đi. Thì thật sự là như vậy thì em mới biết em sửa đổi, tại vì em cũng giống chị Huy kêu là Trang giống như chị Huy lúc mà mới khởi nghiệp vậy đó, cũng non nớt không biết gì. Thì bây giờ chị Huy đã làm được chủ của cái kim cương kiên kiết, thì ai biết được Trang sau này cũng sẽ được gì về đây nọ. Trộm biết đâu trở thành là chủ của một chuỗi siêu thị bán đồ ăn hay sao. Wow. Dạ. Em chọc tấm lòng luôn chị. Dạ, dạ. Dạ. Rồi để bây giờ Trang xin phép cất cái phần quà này dùm cho anh đi, tại vì đây là phần quà của chị Huy dành tặng cho anh Phương. Mà bây giờ chương trình sắp bắt đầu rồi đó, nên là chắc là anh không có giữ được cái phần quà này tại vì anh làm MC. Bây giờ đây là cái phần quà Tết của Trang mà Trang chuẩn bị đó. Cô chú anh chị sẽ có thể tự chọn món quà mình bỏ trong vali này nha. Và Trang sẽ bán trong Sài Gòn suốt Tết luôn, nên bà con cô bác mình có ủng hộ thì cứ liên hệ với Trang qua số điện thoại là 0349567756 hoặc là qua Facebook Trang TV nha. Trang cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ thì Trang đi cất quà cho sư phụ rồi, tiếp tục chuẩn bị cho chương trình nha. Cảm ơn nhiều.